Thưa quý vị, sau hơn một năm rưỡi, được bổ sung vào quy hoạch các khu công nghiệp, hiện Quỹ ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đang xem xét xin ý kiến đưa khu công nghiệp U Môn Cần Thơ ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, thành phố đã tích cực xúc tiến đầu tư và hỗ trợ các nhà đầu tư, khảo sát nghiên cứu để lập dự án đầu tư khu công nghiệp ô Môn Cần Thơ. Tuy nhiên, do chi phí thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư tại khu vực hiện nay tương đối cao, nên việc thu hút nhà đầu tư dự án khu công nghiệp chưa hiệu quả. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức cuộc họp đa soát quy hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố. Qua đó thống nhất đưa khu công nghiệp Ô Môn Cần Thơ ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp do chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư hiện nay tương đối cao và vị trí chưa phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển của quận Ô Môn.